Xuất thân trong gia đình khoa bảng, Đào Nguyên Phổ không chỉ được biết đến là một chí sĩ yêu nước kiên trung, một nhà giáo dục mang tư tưởng canh tân. Ông được coi là người đi tiên phong trong làng báo Bắc Kỳ và cả nước. Từ khi từ quan năm 1902 cho đến cuối đời năm 1908, ông làm chủ bút ba tờ báo gồm Đại Nam Đồng Văn Nhật Báo, Đại Việt Tân Báo và Đăng Cổ Tùng Báo. Đào Nguyên Phổ làm chủ bút phần chữ Hán của tờ báo Đăng Cổ Tùng Báo, phần chữ quốc ngữ do Nguyễn Văn Vĩnh làm chủ bút. Trong 7 năm đó, đã có hàng ngàn số báo ra đời. Mỗi khi tờ báo xuất bản, cụ lại gửi về quê. Sau đó là cụ Tú là quản lý một cái kho sách tương đối lớn. Nhưng mà khi mà cái cụ bị bọn mật thám theo dõi và bắt cụ Hà Nội, thì trong khi đấy thì ở nhà tiêu hủy toàn bộ kho sách. Chỉ duy nhất là có một ông lưu giữ được cái số Đăng Cổ Tùng Báo. Nếu như lịch sử báo chí Việt Nam ghi nhận Đào Nguyên Phổ thuộc thế hệ khơi nguồn dẫn mạch, thì con trai ông là Đào Trinh Nhất lại được đánh giá là thế hệ nhà báo chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam, đồng thời cũng là người ra số báo Xuân đầu tiên trong lịch sử báo chí nước nhà. Ông là nhà báo có tài, đứng chân trong tứ đại của làng báo Sài Gòn lúc bấy giờ. Với hơn 30 năm làm báo ở hai miền đất nước, Đào Trinh Nhất để lại một lượng tác phẩm đồ sộ với 24 đầu sách. Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu, so với người cha Đào Nguyên Phổ, thì sự nghiệp sáng tác trong nghề báo, nghiệp văn, dịch thuật của Đào Trinh Nhất có phần đồ sộ hơn. Sức viết, sức làm việc của ông thật khôn lường. Đào Trinh Nhất là tư liệu của cụ rất phong phú, và cái cuộc đời hoạt động báo chí của cụ thì họ đánh giá rất cao về ông Đào Trinh Nhất. Năm ông mất thì tất cả nhà văn, nhà báo kỳ cựu trong nước, mỗi ông đều viết bài. Có những bài nói là dễ chả còn ai. Tức là đất nước này, các ông đánh giá là ông Đào Trinh Nhất mất đi thì không còn ai được như ông. Trình độ viết báo, viết văn của ông Đào Trinh Nhất rất thâm sâu. Trong khuôn viên của từ đường dòng họ, trưng bày khá nhiều tư liệu quý hiếm về cụ Đào Nguyên Phổ và con trai Đào Trinh Nhất. Đây là kết quả sau nhiều năm các thành viên trong dòng họ cùng các nhà nghiên cứu cất công sưu tầm và biên soạn nhằm lưu lại những tác phẩm đã làm nên tên tuổi của hai nhà báo tiên phong tài ba, cũng như sự đóng góp của họ đối với nghề báo lúc phôi thai. Đối với dòng họ chúng tôi, đây là một tư liệu quý giúp các thế hệ sau đọc và hiểu nhiều hơn về hai nhà báo nổi tiếng. Tư tưởng tiến bộ và những tác phẩm của hai cha con Đào Nguyên Phổ, Đào Trinh Nhất không chỉ mang giá trị vô cùng quý giá cho lịch sử báo chí Việt Nam, mà còn là những di sản trường tồn cùng đất nước.